chưa? Ông con nói chưa? Xong. Nói gì? Con nói, nói gì? Rồi bây giờ Vi có một cái thói quen là ai đi sinh nhật Vi sẽ kiểm tra quà cho nên từng người một sẽ lấy tặng quà. Vi có muốn nhận quà không? Có muốn nhận quà không? Vi muốn nhận quà không? Con trả lời Vi nè. Đứng lên, con trả lời. Bây giờ con đứng lên.